Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series livestream 8 tuần đếm ngược với phần uh, nội dung đó là từ vựng chữ Hán ngữ pháp của N2 và N3. Khó nha mọi người nhá. Tức là chúng ta sẽ có tổng hợp những câu liên quan đến từ vựng chữ Hán ngữ pháp khó. Ok chưa? Đó? <laughs> mọi người chuẩn bị cho kỳ thi đến đâu rồi? Bây giờ là giữa tháng 5. Tầm còn còn tầm khoảng hơn một tháng nữa đúng không? hơn một tháng một chút nữa thôi là chúng ta sẽ bước đến kỳ thi rất là quan trọng kỳ thi tháng 7 ừ. các bạn học N1 cũng có thể vào để thử sức nhá tại vì đây sẽ là những câu được lọc khó của đề thi N2 và N3 mọi người cũng có thể vào thử sức nha Ok, vậy thì chúng ta sẽ không chờ lâu nữa và chúng ta sẽ bắt đầu luôn vào nội dung của buổi livestream ngày hôm nay. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Hi. chào Quang Linh Phạm Chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên Ok, đây chính xác là dạng của phần đọc chữ Hán đúng không mọi người? Phần đọc chữ Hán Vậy thì chúng ta sẽ chọn cách đọc đúng cho chữ Hán được gạch chân ở trên màn hình Các bạn hãy chọn đáp án của mình đi ạ à. Jogyo, zangyo, shogyo hay là sangyo Đúng không? <laughs> ở phần đọc chữ hán thì vốn dĩ chúng ta cũng không cần phải biết nghĩa đâu mọi người chỉ cần biết cách đọc của nó thôi là chúng ta đã có thể ăn điểm ở đây rồi à, à bạn ngọc tường có comment được hán việt thì đúng hơn đúng không nó là hán việt chữ sản và chữ nghiệp đó ừ. nhưng mà nó chỉ là hán việt thôi còn nếu mà mình dịch nghĩa theo hán việt nó sẽ hơi bị sai một chút từ sang kiểu này thì sẽ có nghĩa là các ngành ngành kinh tế nói chung có thể là công nghiệp nông nghiệp Uh, ngư nghiệp dịch vụ các thứ nhá ngành ngành kinh tế nói chung nhá uh, rồi các bạn comment sản nghiệp hết lượt luôn, luôn. <laughs> ok rồi vậy thì câu này chúng ta sẽ có đáp án là số 4 nhá sang yo tất cả mọi người đều chọn đáp án đúng rồi ạ rồi chúc mừng tất cả các bạn ok và câu này thì chúng ta sẽ dịch là gì ạ konomachi ừ ,この街, eh Tức là tôi đã nghe một cái câu chuyện về cái ngành kinh tế đúng không? À đúng rồi, các ngành kinh tế, các ngành công nghiệp ở hay là của thị trấn này, của thành phố này. Ok không ạ? Hay. Rồi cảm ơn bạn Hằng Phạm đã comment rất là chính xác rồi này. Chúng ta sẽ chuyển sang câu tiếp theo. Các đáp án còn lại ở đây đều không có nghĩa người ta chỉ lừa mình thôi nha các bạn nha. Hãy như bạn. Như bạn. Ừ. Đây là một cách đọc cũng khá là đặc biệt nha mọi người nhá. Đây là một cách đọc khá là đặc biệt Mọi người có nhìn thấy không ạ? Ashita à, Trong quá trình luyện đề thì ngoài việc mà chúng ta chọn đáp án đúng thì mọi người cũng có thể lưu ý đến những cái chữ hán, những cái từ vựng nằm trong câu của nó Để tiện thể chúng ta ôn lại luôn nhé mọi người nhé à, Ôn được càng nhiều càng tốt đúng không nào Rồi À Mai chọn một này Tiên kim chọn một dịch là quảng trường bạn chính chọn một ngọc tường một à, ok các bạn khác thì sao <laughs> ừ, bảo long một quảng trường linh nguyễn một rồi rất là chính xác nhá khí đô bà đấy à, khí đô bà nghĩa là quảng trường <laughs> cái này thì dịch theo hán việt là chính xác nghĩa luôn ngày mai thì mọi người hãy đúng không vt Krasai, mọi người hãy tập trung ở quảng trường vào lúc 2 giờ ok chưa rồi khi đô bà desne người ta lừa mình ở các cái âm ôn này này các cái âm ôn bình thường chữ quảng này sẽ có âm ôn là cô đúng không mọi người cô đó chúng ta sẽ chuyển tiếp sang câu số 3 này câu số 3 của chúng ta đây là cái dạng môn đai mà chúng ta sẽ tìm chữ hán phù hợp với cái từ gạch chân ở bên trên từ của chúng ta đây là từ kitaku ừ. kita thường thì tôi sẽ gì gì đó lúc 7 giờ kitaku là gì và chữ hán của nó ở đây sẽ là gì nhé mọi người nhé các bạn có thấy bốn bốn cái chữ này đây đây đúng không đều có thể đọc là Ki <laughs> đều có thể đọc là kỳ vậy thì cái nào nó sẽ là chính xác đúng không nào rồi hồng thám chọn ba phú chính chọn ba quỳnh ba quỳnh hana cũng ba ok <laughs> chúng ta có đáp án là ba đọc là ký tắc với nghĩa là về nhà đúng không về nhà đó vậy thì câu này rất là đơn giản thường thì lúc à thường thì tôi sẽ về nhà lúc lúc bảy giờ được chưa ấy câu này rất là đơn giản rồi chúng ta sẽ Đi qua luôn à, Và trước khi đi qua thì chúng ta nhắc lại một chút cái chữ này Chữ này là chữ gì ạ? Chữ trước với mọi người Động từ khi đự là mặt nhá? Hoặc là chữ cự là đến nơi Mọi người có thể nhớ lại cái chữ trước này Còn cái chữ đằng sau này thì nó là chữ gì ạ? Chữ thất trong từ Kyô shitsu Đúng không? Kyô shitsu là phòng học Hai. Rồi ok dạ 4 bằng Kara Karaですね À, là một cách đọc đặc biệt của một cái từ vựng mà chúng ta cũng rất rất là quen thuộc rồi ôi hồng thắm chọn hai ạ à, các bạn khác thì sao ạ kara fukuro no naka rồi bảo long chọn hai với nghĩa là trống rỗng hường bùi chọn hai ngọc tường hai chống rỗng ok hàng phạm rỗng tuếch ok cách dịch vẫn ok nhá Tuấn Duy là hai hay Lan Anh cũng hai vậy thì chắc là không có nghi ngờ gì nữa đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 2 rồi đúng không ạ à, chữ này đọc là kara ở trong cái bối cảnh đó là người ta nói là gì ạ à? à trong cái túi bóng này thì kara để tức là nó trống nó rỗng nó không có cái gì ở trong cả còn chữ này thì bình thường đứng một mình nó còn có một cách đọc khác nữa là gì đấy mọi người gì nhở ngoài ra thì những chữ hán khác mọi người có nhớ không ạ chữ vô đúng không là không này chữ vô là không rồi còn gì nữa chữ khuyết đúng không rồi chữ khuyết thì là thiếu này chữ này là chữ huyệt là anna là cái hang này à chính xác có bạn thiên kim trả lời chính xác rồi đó là chữ này thì bình thường nó còn có cách đọc khác nữa là soda đó mọi người là bầu trời đó các bạn nhớ chưa ok rồi rất là cảm ơn mọi người chúng ta sẽ đi đến chữ À, câu tiếp theo, câu số 5. Đấy, từ này hơi khó hơn một chút xíu rồi, đúng không? Kono okane wa nani ka atta toki ni nani ni nokoshite oko. Đây là kanji của N2 mọi người nhé. Đây là phần kanji của N2 ạ. Chúng ta có bốn cách đọc. Totonoete, Takuwaete kakaete và sonaete. Năm bàn thì số. À, minh tâm 4 thành như bốn à ngoan lê cũng bốn mọi người có ai biết nghĩa của từ này không ạ lan anh cũng bốn rồi hàng phạm hai với nghĩa là chuẩn bị đáp án hai với nghĩa là chuẩn bị á cư ba tệ số bốn là bổ sung là thêm vào rồi chưa bạn nào comment chính xác cả đáp án cả nghĩa à, đáp án thì có thể là đúng rồi nhưng ý nghĩa thì chưa có ừ uhm. Rồi, kono okane ba. Cái số tiền này thì Để lại no À, đúng rồi Là nghĩa chuẩn bị là dự phòng cho Đúng không? Để lại để chuẩn bị Đúng không? Để chuẩn bị cho những cái lúc mà Nani cả atta những cái lúc mà mình gặp phải cái điều gì đó Nó không may, nó uh, bất ngờ chẳng hạn Đúng chưa? Chính xác nhá Chữ bị trong từ dân bi đó mọi người Trong từ chuẩn bị đó đúng không thì nó có một cái âm cơ là số nai tệ là chuẩn bị nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu số 6. Ừ, rồi ok mọi người comment chính xác rồi chúng ta đến với câu số 6 nhá. Ờ công kai no marathon taikai wa kako okonawareta. Okonawareta. Rồi hàng phạm cho đã bán số 1 là kibo với nghĩa là quy mô Thanh như là một Hương Bùi một ừ. Bảo Long một quy mô Việt Thuy một. Chính xác chưa? Rồi chắc chắn rồi đúng không? Chúng ta sẽ có đáp án là số một nhá. Số một. Khi bộ là quy mô quy mô. À, đi thi thì đôi khi người ta sẽ lừa mình thêm một cái cú nó khó hơn một chút. Đó là có thể là người ta sẽ có một cái đáp án có thêm trường âm ở đây. Có thêm trường âm ở đây thì khi đó mình sẽ bắt đầu phân vân là ủa cái này có trường âm không nhỉ? Chừng âm một cái chữ bô này chẳng hạn đúng không ừ. quy mô ở đây là quy mô đúng không nào vậy thì ở đây là à, đại hội marathon lần này thì được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến giờ kha cô là quá khứ nhé kha cô quá khứ sai đại tức là lớn nhất quá khứ ý là lớn nhất từ trước đến giờ ok chưa ạ chính xác hai rồi các đáp án à, các đáp án còn các đáp án còn lại thì nó đều là lừa chúng ta thôi nha. Tiếp theo, chúng ta đến với câu số 7. Vẫn là phần kanji của N2, tìm chữ Hán đúng của từ gạch chân. Là gì ạ? そんなに焦らなくても大丈夫ですよ. Không cần phải gì gì đó như thế đâu. Ngọc Tường chọn đáp án số 1 này. À. Bạn mặn mặn hay là mun? Chọn đáp án số 1 Hường 1, Mai 1, Bảo Long 1 Rồi vội vàng hấp tấp Không cần phải vội vàng như thế đâu Đúng không? Rất là chính xác Hai so. à xe ra năng tế mô ý des Ichi ba năng Không cần phải vội vàng đến thế đâu ừ. Ok chưa? Khánh Vân 1, Tuấn Duy 1 này Rồi <laughs> Còn chữ này là chữ gì ạ? Xa hoa gự đấy mọi người Trong động từ xa hoa gự Đúng không? Là À, làm ầm lên ấy, làm ồn Cái này là chữ gì ạ? Chữ cạnh trong cạnh tranh. Kyoso. Đúng không? À, chữ này là chữ gì ạ? Bạo trong bạo lực. Boryoku. Đúng sao? cự chữ lực thêm chữ lực nữa thành chữ bạo lực nhá. Ừ. Hai, ok. Rồi. Tiếp theo. Kai sai. Kai sai. Là gì ạ? Là gì ạ? Raigetsu, e uh. số đây. đối với chữ hán thì bốn chữ hán đằng trước đều giống nhau rồi nên là chúng ta không có gì phải phân vân cả chỉ là chữ sai ở đằng sau nó sẽ là chữ chữ nào mà thôi uh, thực ra nếu mà nhớ âm ôn của bốn chữ hán đằng sau thì chúng ta không có gì để nhầm lẫn đúng không rồi Ngọc Tường chọn 1 này, Hằng chọn 1 với nghĩa tổ chức này, Lan Anh 1 này, Minh Tâm 1, Tấn Di 1 tổ chức, Mai 1, Việt Huy 1. <laughs> Bảo Long 1, không có bạn nào có đáp án khác à? Đúng hết thế này. Thanh Như 1 tổ chức rồi. Hai, à, không có ai sai để bắt lỗi cả. Cay say tổ chức nhá. Còn uh, số 2 cái chữ này là cái chữ mạc á. Mạc trong từ khai mạc đúng không? Khai mạc. Cái chữ này là chữ gì? Trong từ cô ghi giờ học đó Từ này là chữ diễn trong từ Enfo hay là Enzi en là diễn xuất đó Được chưa? Ừ, ok Hai, Vậy thì tháng sau đại hội thể thao sẽ được Được tổ chức Hoặc là đại hội thể thao sẽ được tổ chức vào tháng sau Ok chưa? Hai, khán tan được siêu nè Ồ, rồi chúng ta có à, 3 phút để giới thiệu về khóa học Đối với Lớp luyện đề Vipnachan Sắp tới thì Dung Modi sẽ có tổ chức một lớp luyện đề uh, Với nội dung là thực hành các chiến lược làm bài thi này Phương pháp chọn đáp án này Mẹo làm từng kỹ năng và luyện đề thực tế Với rất là nhiều đề quá khứ Đó Mục tiêu là giúp chúng ta tăng 20 đến 30 điểm Trước khi đi thi thật và tự tin đi thi hơn Hãy với thời gian học thì sẽ là vào các ngày 2, 4, 6 và bắt đầu học từ ngày mùng 10 tháng 6 mọi người nhé. 10 tháng 6 từ 19 giờ đến 21 giờ giờ Việt Nam ạ. À. Học phí thì chỉ từ 1 triệu đồng thôi mọi người. Rất là rẻ. Và một cái điểm quan trọng, điều quan trọng thì phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó là không đỗ được học lại miễn phí. Ok, không đỗ được học lại miễn phí năm sau, kỳ sau các bạn lại được học lại, được ôn lại, được luyện đề lại miễn phí. Nhá. Và với mức à, học phí 1 triệu đồng thì các bạn được rất là nhiều những cái quà tặng thậm chí là có giá trị còn cao hơn mức học phí các bạn phải chi ra đó là một bộ ebook với phần tổng hợp kiến thức chữ hán từ vựng ngữ pháp để tổng ôn lại kiến thức toàn bộ kiến thức nền của chúng ta trước khi thi này với một khóa luyện đề online bằng những video quay sẵn trên app trị giá tới 900.000 đồng Wow, vừa được học luyện đề trực tiếp, vừa được tặng ebook và được vừa được tặng một khóa luyện đề online qua video nữa, quá kinh khủng. Ừ. Hình thức học thì chúng ta sẽ học thông qua live stream. Ừ. Chúng ta sẽ chữa các đề quá khứ, chữa theo từng dạng bài luôn nhá, từng kỹ năng, từng dạng bài. Ok. Đó là thông tin về khóa học sắp tới và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến phần luyện đề tiếp theo luôn. Câu số 9. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang dạng à, điền từ đúng vào trong ngoặc đúng không? Điền từ đúng vào trong ngoặc. Chúng ta sẽ có gì ở đây ạ? Sato ka e shio ka wakaranakatta no de e shita de nha nha ni mita. Mita. Ở đây là te mita đúng không? Thử. Tôi thử làm gì đó bằng shita. Shita ở đây là Star là cái gì hả à, mọi người? Star đây là cái lưỡi Lưỡi Dùng lưỡi thì chắc chắn là chỉ có nếm thử thôi đúng không? Ok Vì là Nhìn bạn Vì là mình không biết đây là đường hay là muối Thế nên là mình đã dùng lưỡi để nếm thử Thực ra cái động từ nà mê đựng nó là liếm ấy Đó thì mình có thể dịch đơn giản là nếm thử là được Đúng không nào? Ok, bạn Ngọc Tường đã có comment đáp án của ba À, comment nghĩa của ba đáp án còn lại luôn rồi. Kha di đự Kha thì nó sẽ là cắn, gặm. Đúng không? Kham de là à, động từ kham là nhai, nhai kẹo cao su á mọi người. Còn ma ze là trộn vào. Ừ, trộn lẫn các thứ lại với nhau vào. Ok chưa nào? Hai. Rồi, tiếp theo đến câu số 10 ạ. À, bạn à, Bảo Long có comment thêm một cái nghĩa nữa của động từ kaji đó là biết sơ sơ, biết chút ít về một cái gì đó. Ồ, rất là chính xác. Cảm ơn Bảo Long đã à, phổ cập thêm kiến thức cho mọi người. Rồi, các bạn đã bắt đầu chọn đáp án của câu số 10 rồi. Sonna koto wa joshiki da yo, joshiki. Đây là dạng mà chúng ta sẽ tìm à, đáp án có ý nghĩa tương đương với từ gạch chân, đúng không ạ? À, Joshi chữ thường và chữ thức thường thức ý là nói về những kiến thức thông thường những cái điều mà ai ai cũng biết đó khi mà mình nói là Joshi cả nai tức là không có thường thức ý là cái người đó uh, kiểu như là hơi 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 uh, gọi là lâu tách một tí ấy. <laughs> uh. rồi các bạn số 4 đúng không Dare demo shitteru koto cái điều mà ai ai cũng biết kiểu nhìn cái quả táo ấy đúng không hình ảnh quả táo mà có người lại nhìn nhìn lại bảo là tôi không biết đây là quả gì mà trong khi quả táo là cái một cái uh, loại hoa quả mà rất là phổ thông rất là thông thường gần như là ai ai cũng biết rồi đó thì khi đấy người ta sẽ nói là joski cả này hơi dạng kiểu Chơi trách một tí nhá rồi ok việc mà ai cũng biết điều mà ai cũng biết đúng không cái điện cái chuyện đó thì là cái điều Ai ai cũng biết đúng không? Con số 1 là yoku aru koto là cái chuyện mà thường xảy ra, thường có này. Số 2 là itsumo to onaji koto là cái chuyện mà giống với mọi khi. Ha, sai đúng không? Và số 3 là mae kara shitteru koto là cái điều mà mình đã biết trước đó rồi. Ok. Hai. Dạ, 11 ban. 11 ban. watashi ga nani o Kare wa Mọi người nhớ câu khổ lệnh này không ạ? Damade. Rồi, Gấu chọn một Hoàng Thanh chọn một Phương Anh 1, Vân Trần 1, Quang Triệu 1, Quý Tộc yên lặng. Rồi, chính xác. Damaru là yên lặng hay là im lặng ấy. Im lặng tức là mình không nói gì cả và cái cái uh, khi mà chia chia sang thể uh, mệnh lệnh nó là damade. Nó là gì ạ? Kiểu im đi, <laughs> đúng không? Im đi. À, các bạn đã từng dùng cái này chưa ạ? Hoặc là từng đã từng nghe thấy cái này chưa ạ? Damade, đúng không? Rồi damatter chúng ta sẽ có đáp án là ichiban hanasanakatta ne ですね. Câu này là gì ạ? Dù là tôi có nói gì chăng nữa thì anh ấy vẫn cứ cứ giữ im lặng, giật tổ mà. Tức là giữ một cái trạng thái đó. Đúng không? Giữ im lặng Còn số 2 là gì đấy? Warawanakata <laughs> Là không cười đúng không? Số 3 là Ugokanakata <laughs> Là không cử động, không chuyển động Số 4 là Okoranakata <laughs> này Không nổi giận, không nổi cáo, không mắng, không chửi Ok Ok Tôi đã hai, giờ tôi sẽ 11番, ah, à, sai ừ, rồi, 12番. 12番, hôm ừ. Đây là dạng tìm tiền tố hậu tố nhé. Mọi người nhìn thấy này, đây là những cái được cho là tiền tố hoặc là hậu tố. Ừ, tiền tố tức là nó sẽ đứng trước một từ vựng nào đó và hậu tố nó tức là nó sẽ đứng sau một từ vựng nào đó vậy thì nhìn ở đây chúng ta sẽ thấy là nó bắt buộc phải là gì ạ phải là tiền tố đúng không phải là tiền tố là một tiền tố ghép với từ môn đại tại vì ở đây đằng trước nó là trợ từ nô mất rồi nó không thể nào là một hậu tố của nô được đúng không à, nên nó sẽ là gì ạ và cái cái từ này cái tiền tố này nó cũng là một cái tiền tố gặp rất là nhiều trong đề thi thật luôn mọi người nếu mọi người cày nhiều đề quá khứ Mọi người sẽ thấy là cái từ này gặp rất là nhiều lần luôn So, để is it. hàng phạm chọn một này Ameyuki ichi So, uh, bảo long một, quý tộc một So, đọc là show môn bài Cái này đọc là show nha mọi người nhá So, bản thân cái từ này thì nó sẽ mang nghĩa là nhiều Nhiều Đó, thì đây là nhiều vấn đề Được chưa? Nhiều vấn đề Tức là cái chủ đề của buổi diễn giảng ngày hôm nay đó là về nhiều những cái vấn đề khác nhau liên quan đến giáo dục chơi cửa đấy nhé. So Còn chữ này là chữ gì ạ? Phức trong phức tạp đúng không? Còn cái này là chữ tạp trong tạp chí giá trị. Chữ này là chữ loại loại trong chủng loại chữ đấy. Ok. Rồi, hãy cho chữ sam bằng. 13番. Kare no hanashi wa itsumo nani nani da Rồi à, Vẫn chưa thấy comment của mọi người Liên quan đến uh, câu số 13 Hoan sang chọn chọn 3 3 là open Open là gì ạ? À? Open trong tiếng Anh Nó là cái từ này này mọi người Mở Ngọc Tường chọn 4 4 là gì ạ? À? Ô bà. Ừ, ô bà vượt quá. Yuki chọn 4 này, Mai cua 4 này, hàng 4 này, Minh Hải 4 quý tộc vượt quá, Mai 10 Mai 4, Minh Tâm 4. À, phóng đại. Đúng không? Phóng đại làm lớn lên làm quá nó lên. Được chưa? Thì nó sẽ là đồng nghĩa với cái từ ô bà nhá. Cái câu chuyện của anh ấy thì lúc nào cũng kiểu phóng đại, làm lớn làm quá lên ấy Kể chuyện lúc nào cũng nói quá lên Ok chưa? Ô ghê xa nhá Ô Ô sa Phóng đại Làm quá lên, nói quá lên Rồi Đáp án sẽ là Ô bà Đà Ừ, hai Energy ga a là có <laughs> Năng lượng đúng không? Humor là sự hài hước Có hài hước này và open thì như chúng ta có biết rồi open đây, kiểu mở mở cửa thoáng ấy hay, rồi dư go dư yong bằng dư yong bằng từ này các bạn có biết đọc là gì không ạ? các bạn comment cách đọc của chữ này nhá, để xem nếu đấy là một từ uh, trong phần đọc chữ Hán thì mọi người có đọc được không và chữ này nữa Ờ ừ, quá mệt mỏi à. cứ à, ta cứ ta. Đáp án của các bạn là gì? Số 1. À Yuki một quý tộc mệt. À, Tuấn Anh 1, anh Tuấn 1. Aso à, Nguyễn Hoàn và Na, です Tiếp theo, từ bên cạnh ạ. À. à Akira 4 này. Y Võ 1. Dương bằng. Dương bằng. Aseo kaita, tắt mồ hôi, so. rồi ừ, đáp án của chúng ta chính là hidoku tsukareta, hidoku tsukareta, lá rất là mệt mỏi, vô cùng là mệt mỏi, mệt dã rời luôn, kuta, kuta cũng như vậy đúng không? Uh, hai, rồi rất là chính xác. Tiếp theo từ này chúng ta đọc là okugai, đấy ですね là ngoài trời đấy, ngoài nhà Ý là ở ngoài trời vào giữa mùa hè thì... À đâu, dịch từ đây đúng không? Nếu mà chúng ta làm việc suốt ở ngoài trời giữa mùa hè thì... Thì sẽ rất là mệt mỏi đó, đúng không? Ok, rồi nhá Thì coi như chúng ta ôn thêm được hai từ nữa Mà hai từ có cách đọc khá là đặc biệt Tiếp theo Nô thổ ga khá bay ta là khát nước Chúng ta biết rồi, Onaka ga aita là đói bụng Cái bụng nó trống rỗng đó, đúng không? Bụng trống rỗng Và cái này là đổ mồ hôi, toát mồ hôi nhá Tiếp theo chúng ta có câu số 15 Ở trong một cái mail Đây là dạng ngữ pháp nha mọi người nhá Chuyển sang dạng ngữ pháp Ngữ pháp của N2 Cứ thấy ngữ pháp của N2 là các bạn thấy là đặc điểm của nó thì gì? Bốn đáp án dài ngoằng Ngữ pháp thì sẽ hơi mất thời gian hơn một xíu đúng không? Bối cảnh là ở trong mail chúng ta có gì ạ? Tanaka desu. Tôi là Tanaka đây. Eh, Senjitsu o, o hanashi ga atta speech no ken nan desu ga zehi watashi ni zehi watashi ni đọc đến đây là mọi người đã thấy ai là người thực hiện hành động chưa? Cái này là anh chị làm cho tôi hay là hãy cho tôi làm? Là mình làm hay là người khác làm? Ừ, tôi là tanaka đây em là tanaka đây đúng không về cái chuyện hay là cái việc liên quan đến cái bài phát biểu liên quan đến cái buổi speech hùng biện mà hôm trước đã có đã có nói ấy, thì nhất định em trợ tôi nhí người xác nhận xác định cái người đi uh, cái người thực hiện hành động cái người nhận hành động đúng không ý là nhất định hãy cho em làm đó ok giờ bây giờ hãy tìm đoán được nghĩa rồi giờ hãy tìm cái mẫu câu nào thể hiện được việc là hãy cho em làm Có bạn nào bị phân vân gì không? Ờ, thực ra mình xác định được cái ý nghĩa của nó của cái câu đó rồi thì cũng không có gì khó cả đúng không? Mai cô chọn ba. Yattemo yoroshii deshou ka? Yattemo yoroshii deshou ka? Rồi, 2 bang desu yo 2 À, ya rasete itadakenai deshou ka. Ở đây chúng ta có mẫu câu là sa cet itadaku đúng không? Ngữ pháp của N3 đó mọi người. V sa cet itadaku tức là động từ chia về thể sai khiến. Sau đó cộng với itadaku hoặc là modau hoặc là cứ de được để thể hiện cái việc gì ạ? Xin phép người khác cho mình làm đúng không? Cho bản thân mình làm một cái việc gì đó. Ở đây là Nhất định hãy cho phép em làm nhé Ok chưa? Ừ. Để cho cả, để cả đó đúng không? Để cả ừ. Ok chưa? Thu Hiền 2, Trà 2, Vương Hà 2 Đây chưa? Để cả Còn số 3 thì không được rồi đúng không? Đây là đối tượng nhận hành động là cho em làm Anh hãy cho em làm, hãy giao nó cho em Em là người nhận nó còn nếu mà đi với Yattemo i desu ka thì cái chủ ngữ phải là đi với trợ từ gì? Vá wow, đúng không? Ờ ừ. Ok Còn gì đây ạ? Yatte nai để shou cả Anh chị làm cho em được không? Hay là Yarasete mo yoroshi để cả Ý là Gì nhở? Tôi cho anh làm được À Đúng rồi, tôi cho anh làm được không ấy VTMOI mo để desu là Tôi làm về được không? Vesaseru thì là cho người khác cho phép người khác bắt người khác làm ý là tôi bắt anh làm được không á đó nó cũng hên đúng không rồi hai chị chưa đọc cơ bản chưa đọc cơ bản ờ dạng này khá là dễ nha mọi người nhá mặc dù chung nó dài dài thế thôi nhưng mọi người nhìn này câu 1 và câu 2 đều có chung ngữ pháp đó là vết tà ma mạng Câu 3 với câu 4 thì có chung ngữ pháp là Vê tả ba ca đi Vậy thì trước tiên <laughs> Vậy thì trước tiên khi mà uh, Chọn đáp án thì mình hãy loại bỏ trước Mình xét theo ngữ pháp trước Xem là cái câu này sẽ phù hợp với nghĩa là Giữ nguyên, để nguyên Hay là sẽ phù hợp với nghĩa là vừa mới Thì lúc đó mình đã có thể loại bỏ được 2 trên 4 đáp án rồi Các bạn chọn được đáp án chưa ạ? Ở đây là một đoạn hội thoại đúng không? Yamashita-san thì có nói gì ạ? tanaka kun 君また大阪に出張なんだって? Ơ, oh, nghe bảo cậu lại đi công tác Osaka nữa hả? Đó, thì Tanaka có bảo là Ê, eh, so À vâng, đúng đấy Tui, kono mai mo ni nan ne Ý là đợt, đợt, đợt gì đấy, đợt gần đây gì đấy Đợt gần đây Tôi, cái gì đó, công tác Thì là giữ nguyên cái việc công tác hay là vừa mới đi công tác về Tôi vừa mới đi công tác về dạo gần đây Hay là tôi giữ nguyên cái việc công tác mọi người Đó, đọc đến đây thì mọi người đã có thể loại bỏ được cái thằng mama này chưa ạ? Loại bỏ được mama chưa? Nhá, loại bỏ một hai đi Sau đó thì mình chỉ còn xét cái vế đằng trước Đó là ikasareta hay là ikareta Ikareru nó là dạng gì ạ? Bị động là bị hay là được Còn ikasareru thì nó là dạng Bị động sai khiến Là bị bắt Đúng không? Đúng rồi, ừ, vừa mới bị bắt đi công tác đợt gần đây xong thế mà, đúng không? Thế mà lại đi tiếp. Đó, chính xác. À, bằng desu yo Rồi, hai. Môn đài này desu ne. Thế tiếp theo chúng ta có câu số 17 ạ. Kokunai gai nani nani kankyo ni haireo shita seihin 開発が行われている. E ừ. Bốn mặc dù à, nhì mô dự. Ừ. Nghĩa thì đúng rồi đấy, nhưng mà đáp án thì chưa đúng đúng không? Ameyuki nhì bán, liên nhì bán. Tuấn Anh một, một là gì ạ? Wa tomokaku. Wa tomokaku là gì ạ mọi người? À, khoan nói đến, khoan bàn đến cái gì đó ở đằng trước. Mà người ta ưu tiên xử lý hoặc là bàn đến cái việc đằng sau trước đúng chưa mình dịch là khoan bàn tới nhá số nhé con số 2 là gì ô thố hoa dự thố hoa dự là bất kể bất kể là cái gì đi chăng nữa thì cái đằng sau nó vẫn ok uhm. bất kể là trong hay ngoài nước đúng không thì gì đấy Khang kiểu nhị hai đô sĩ tạ khi nó khai thì người ta vẫn uh, Người ta vẫn tiến hành à, tiến hành phát triển những cái sản phẩm mà À gọi là thân thiện với môi trường Cái từ hai điều này là quan tâm là lo lắng Thì mình có thể hiểu là những cái sản phẩm mà nó thân thiện với môi trường nha mọi người nhá Đấy, uh, số so. Một là khoan bàn tới này Còn số ba là gì ạ? Ủa kì kẹ À, một cái nguyên cớ một cái lý do nào đó để à, thường là những nguyên cớ những cái lý do nó hơi hơi bất ngờ người ta không lường trước đúng không mà đưa ra một cái đưa đến một cái sự bắt đầu nào đấy một cái sự khởi đầu nào đó còn nhí mô kawada dự thì vừa nãy có bạn cũng đã comment ý nghĩa chính xác rồi đó là mặc dù mặc dù còn nếu mà không có mố nhé nếu không có mố đó là nhí khá dự thì nó sẽ có cái nghĩa tương đương với cái thằng ố thoa dự ở bên trên dịch là bất kể tuy nhiên thì cái sẽ chữ dốc cự ở đằng trước của nó sẽ đa dạng hơn có thể là danh từ cũng có thể là động từ về đự về nay đúng không hay là cà đô cà đúng không hai ok dạ chưa hát chi bằng bây giờ sẽ là dạng bài sau cho mọi người nhá Bài sao? Mọi người có thích bài sao không ạ? Đối với bài sao thì trước tiên mọi người có thể nhìn qua nội dung ở bên trên nhé Đến đây nó là một nó, câu dài này Mọi người có thể đọc lý giải qua ý nghĩa của nó Sau đó thì mình sẽ tập trung chính vào cái cái chỗ mà có chứa bốn bốn vị trí này Trước tiên chúng ta thấy ở trên đề có Oya ừ, bố mẹ thì thế nào đấy đằng sau gá thì nó có hai trường hợp mọi người đằng sau gá có trường hợp đầu tiên nó sẽ là muốn hành động gì đó Tức là cái danh từ đằng trước sẽ là chủ thể Hay là không phải chủ thể là chủ ngữ thực hiện hành động gì đó Đúng không? Thứ hai đằng sau gá sẽ là tính từ Đó để nói về cái việc là À mình thích cái gì đó, mình ghét cái gì đó Được chưa? Có hai trường hợp đằng sau gá nhé Động từ hoặc tính từ Rồi các bạn đã comment đáp án rồi 2, 3, 1, 4 à. Ờ à, 2, 3, 1, 4 Gì nữa? À tất cả cùng đáp án luôn <laughs> hai mẫu đúng không? Tiếp theo đằng sau là daro. À, daro thì cái nó cũng là một mẫu câu ngữ pháp và đằng trước của nó kết hợp sẽ là thể thường của các loại từ, danh từ, động từ, tính từ các thứ đúng không? Tiếp theo sau đó thì mình sẽ tìm hiểu đến bốn cái đáp án và xem cái mối liên kết giữa bốn đáp án này. Kono thái wa ba chủ ngữ đúng không? Đánh dấu chủ ngữ cái thái độ này thì thế nào đó ba chấm này. Amayakashite iru nuông chiều này khá ghi đi trong cái giới hạn trong cái phạm vi gì đó này và nào đa này thì không thay đổi à rồi vậy thì mọi người thấy là đầu tiên đằng sau gá này sẽ là một động từ hoặc tính từ tính từ thì không có thì động từ bố mẹ thì gì ạ bố mẹ thì nuông chiều hay bố mẹ thì không sửa chắc chắn bố mẹ nuông chiều rồi đúng không hai ở đây được chưa tiếp theo mọi người thấy là cái thái độ này thì Thái độ này thì thế nào? Đằng sau nó phải có một cái nội dung gì đó, đúng không? thì thế nào? Không thể nào mà đi với khaki đi được mà nó phải là nao đa này, đúng không? Nên một với bốn sẽ đi với nhau đúng không? Một bốn, một bốn này, mình ghép các các thứ lại với nhau thôi. Còn cái khaki đi này là một mẫu câu ngữ pháp trong cái phạm vi đúng không? trong cái điều kiện mà mà gì? đó rồi, ok. thì khi này chúng ta sẽ ghép được. Kép được chúng lại với nhau với thứ tự là 2, 3, 1, 4 2 đây đúng không? Mẫu câu ngữ pháp là 3 Tức là trong cái giới hạn, trong cái điều kiện đó là bố mẹ cứ luông chiều như thế Thì chắc là, chắc là nó thay đổi và nào ra này Chắc là nó đúng không? Ý là đứa cháu này Đứa cháu này nó cũng không thể nào mà thay đổi được cái thái độ của nó đâu Được chưa? Nên sẽ là 1, 4 Vậy thì vị trí sao của chúng ta là vị trí số 1. Nhá, khi mà ghép xong rồi mọi người nhớ lưu ý lại vị trí sao, bởi vì bởi vì cái vị trí sao thì không phải lúc nào nó cũng ở vị trí số 3, có thể là vị trí số 2, số 4 thậm chí là số 1 luôn đấy mọi người nhá. Ừ, 2 3 1 4. Có vẻ câu này dễ đúng không? Không bạn nào sai luôn. Câu số 19 thì sao ạ? 19. 私の住む町はどうにちや大型 <laughs> Ê, đen kia nhỉ và ô cứ nó no Đằng sau nó một danh từ Đọc lên đây đã thấy rồi nhá Shizuka na e fuke ga hirogatte Đó, rồi thấy mẫu câu luôn Mono no nhưng mà Tách biệt hai vế đúng không? Nhưng mà ấy, giống với gà đó Oto de, ru Ghé thăm He wa Ngày thường thì thế nào đó Và kanko kya kya Ừ, đằng sau gá phải là một động từ hoặc một tính từ vừa nói rồi Đúng không? Có tính từ không? Không có, vậy là động từ Động từ có gì ạ? Ô tô dư đê được Đúng không? 4 đi với hai ạ Ô tô dư đê được Ừ. Đằng sau nó phải là một danh từ Danh từ ở đây có gì ạ? Là ô cư nô hê Nhiều ngày thường hay là ô cư cự Nhiều khách Nhiều khách tham quan À vậy thì chúng ta phải điền 4 ở ngay đằng trước Vậy thì 4 gì đấy 42 sẽ nằm luôn ở vị trí đầu tiên Còn hai thằng đằng sau thôi Monono đúng không Monono, monono là một mẫu câu ngữ pháp là nhưng mà Đấy, về sau sẽ là cái điều gì đó nó ngược lại Nó trái ngược lại Thì lúc này điền thử thôi mọi người Đúng không? Thực ra là khá là dễ Monono nó sẽ điền ngay ở vị trí sau thôi ừ. Chắc chắn là Monono phải ở đây đúng không? Monono tức là vào những cái đợt gì đấy, vào những đợt nghỉ dài hoặc là những cái ngày lễ thì có rất là nhiều khách tham quan ghé thăm, ghé thăm, ghé thăm thị thấn, thị trấn nơi mà tôi sống á. Thế nhưng mà đúng không? Thế nhưng mà gà này, thế nhưng mà vào những cái ngày thường, he sự ba, đúng không? vào những ngày thường thì nơi đây nó mang một cái nét rất là rất là yên tĩnh, ý là ngày thường ít người tới, không có ai tới á. Cuối tuần hoặc là nghỉ lễ thì rất là đông, rất là náo nhiệt Nhưng mà ngày thường thì rất là yên tĩnh Đơn giản nó là như vậy nhá nên là chúng ta sẽ có là 4, 2, 1, 3 các bạn làm đúng không ạ? Rồi, ta rồi Ok, tiếp ạ Sai Sau câu này thì các bạn, à, sau câu này thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một câu à, Một câu thành ngữ khá là ý nghĩa Rồi, đen xa ga kara. Đằng sau Rồi Nani nani na Đối với động từ na rự nhé mọi người nhé Na rự, biết đâu được nhỉ Na rự Thì có hai trường hợp, một nó sẽ là nhí na rự Hai là cự na rự mọi người Một là nhí na rự, hai là cự na rự Thấy không? Thấy gì không? Trợ từ nhí đi với na rự hay là Cự đi với na rự này Đúng không? Rồi Sau đó mình nhìn nhí này Hanareru rời xa này Sabishi cự này Nhi, à, này Khi này 1 với 4 đã phải ghép với nhau rồi nhá mọi người nhá 1, 4 phải ghép với nhau Nó là một mẫu câu ngũ pháp đúng không? Nhi Stagate Càng càng đó ừ. Nhi Stagate Và mẫu câu nhi Stagate có hai trường hợp là Vê hoặc là danh từ thôi mọi người Vê đự hoặc danh từ Vậy thì chắc chắn là hai sẽ phải đi với đi đằng trước đi đằng trước mẫu câu này rồi hai một bốn hana de du nishitagatte và cự ở đây đúng không ghép ở đây nó sẽ phải bắt buộc vào vị trí số 3 này cự na được nhí nó đi với shitagatte rồi không có gì với phân vân cả đúng không ghép nốt thằng hai một bốn mà một bốn hết chưa ok đơn giản đúng không hai một bốn ba 電車が駅から離れるに従ってさびしくなってきた sa à, Tàu càng rời ga thì tôi càng cảm thấy buồn Ý là càng đi xa, càng đi xa ga, đúng không? Thì lại càng cảm thấy buồn Ok, vậy nên là mình sẽ có vị trí sao ở vị trí số 4 Đáp án số 4 là đúng nhé mọi người nhé Các bạn làm đúng được bao nhiêu câu trong ngày hôm nay ạ? hình như là mọi người mang tên hết á Phải không? Nãy giờ đọc comment chả thấy ai sai cả luôn Không thấy sai gì hết Mọi người làm đúng được bao nhiêu câu trên 20 câu trong ngày hôm nay Bao nhiêu câu ạ? Hoặc à, đếm câu sai cũng được Còn đếm câu sai cũng được ừ, Càng càng tuân theo à, Nó còn cái nghĩa khác là tuân theo đi với đó, kết hợp với danh từ đúng không? Em đúng được nhiều câu nữa ba Ok Ừ Các bạn không nhớ đáp án của mình hả <laughs> Rồi Mang tên luôn Đó hình như mang tên hết sao? Hai <laughs> ok Và cuối cùng xin phép giới thiệu đến mọi người Một câu thành ngữ à, Rất là hay với rất là nhiều Tức là rất là ý nghĩa Đó là Svete nof kova Mirai enof này. À, ở hai bên Nhật đang giờ ăn mọi người mới vào được. Hai. Câu này có là, có nghĩa là gì ạ? Tất cả những điều bất hạnh đúng không? Phủ cô là những điều bất hạnh, tất cả những điều bất hạnh thì nó chỉ là mẫu câu nhí suginai này, nó chỉ là cái bước đệm cho tương lai của chúng ta mà thôi. Là tất cả những điều khó khăn những khó, những vất vả mà chúng ta đang gặp phải. Bây giờ nó chỉ là bước đệm cho những tương lai tươi sáng của chúng ta mà thôi. Thế nên là mọi người hãy cố gắng lên. mười 16 trên 20. Ừ. Ok. Rồi, thì chắc là hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây với câu thành ngữ này mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những buổi livestream lần sau và mọi người hãy nhớ là từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần từ giờ đến lúc thi trong vòng 8 tuần thì Dũng Modi sẽ luôn tổ chức những buổi livestream luyện đề như thế này vào lúc 9 giờ 30 hàng vào lúc 9 giờ 30 từ thứ hai đến thứ sáu được ạ. Ừ. Hai. Tiếp theo, cảm ơn các bạn đã